người cũ dẫn dắt U23 Việt Nam thay huấn luyện viên Chusie. Danh tính chiến lược gia thay thế huấn luyện viên Philip Chusie dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã được hé lộ. Trong ngày 27 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã lên tiếng về kế hoạch tìm kiếm tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, thay thế huấn luyện viên Philip Chusie mới bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trước mắt, VFF sẽ ưu tiên công tác nhân sự ban huấn luyện cho U23 Việt Nam nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến 3 trên năm tới. VFF đã lên một số phương án cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 và sẽ công bố sau khi đạt được các thỏa thuận với ứng cử viên nào đáp ứng được yêu cầu. Mới đây, Danh tính nhà cầm quân thay thế huấn luyện viên Chu Xie dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam đã được hé lộ. Không ai khác, đó chính là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người đã từng giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và cầm đội Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 19 vừa qua. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức lựa chọn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm tân huấn luyện viên trưởng tạm quyền của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Nhà cầm quân quê Khánh Hòa vẫn là người của VFF. Đồng thời, ông có lợi thế làm việc cùng các đội U17, U19, U20 và U23 Việt Nam ở nhiều giải đấu lớn đã qua. Được biết, VFF sẽ sớm làm lễ công bố bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền U23 Việt Nam trong thời gian tới trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là vòng chung kết U23 châu Á 2024, VFF muốn nhân sự ban huấn luyện U23 Việt Nam sớm ổn định để nhanh chóng triển khai kế hoạch chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Ở hai lượt trận tiếp theo, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 năm 2024 tới. Ngày 8 tháng 4, đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cọ sát một trận với đội tuyển U23 Jordan vào ngày 10 tháng 4, qua đó hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại đấu trường U23 châu Lục.